Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Đào Dương, anh em Vũ Luận, anh em Phạm Dương, anh em Công Huy, anh em Huỳnh Hoàng Anh, anh em Đức Anh, anh em Phạm Hưng và cuối cùng là anh em Quang Trần. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Anh em thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái clip từ tương lai nha anh em nhé. Đấy, ngày hôm qua tôi và anh em đã coi như là tìm hiểu và phát hiện ra cái bộ Shaman thực sự nó quá là mạnh luôn. Quá bất ngờ anh em ạ. Mặc dù là trước đấy là có đọc update, đấy, các anh em và tôi cũng đều đã đọc update rồi, mà đọc xong thì chả hiểu gì. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta thực tế chúng ta trải nghiệm thì thực sự là phải nói là wow, quá mạnh. Thực sự là bất ngờ trước cái sức mạnh đấy. Trong tương lai, bộ 6 Shaman nó không còn như bây giờ nữa. Đấy, ở cái thời điểm hiện tại thì 6 Shaman nó sẽ là hóa hình trong vòng 20 giây và cứ đầy mana tung trưởng là sẽ hóa hình một lần, hóa đến cho đến khi nào mà không hóa được nữa thì thôi. Đấy, tức là một là chết, hai là gì? Hai là hết giờ, là hết 20 giây thì không hóa nữa. Đấy, còn hóa thì nó sẽ là max sao, 5 đô 2 sao, sau đó là 5 đô 3 sao. Sau đó là tiếp tục như cái con 5 đô 3 sao hóa liên tục. Thì đó là cái meta hiện tại. Ở cái bản hiện tại nó là như thế. Còn sau update thì nó là một cái sự thay đổi rất lớn. Cái bộ Shaman nó khi kết hợp với cả 6 con thì nó không còn là hóa hình liên tục nữa, mà nó chỉ hóa được đúng một lần thôi. Đấy, vậy cái điểm khác biệt giữa cái bộ 6 Shaman cũ và cái bộ 6 Shaman mới hóa hình một lần thì nó có mạnh hơn không? Thì thực sự là nó quá mạnh hơn. Do là bây giờ nó được hưởng cái sức mạnh của đồ. Đấy, và có một cái điều đặc biệt, đấy chính là khi mà kết hợp 6 Shaman thì cái đồ của nó cũng sẽ được biến hình. Đấy, cái đồ của chúng ta cũng được cộng thêm 2 cấp level nữa trong mỗi cái đồ. Đấy, và cái điều này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái lối chơi. Mà trong cái video ngày hôm nay tôi sẽ tổng hợp toàn bộ nha anh em nhá. Tổng hợp lại toàn bộ cái cách chơi ở trong cái meta sắp tới này. Đấy, cái cách chơi cái bộ Shaman để cho anh em nắm được tất tần tật về cái bộ Shaman sau update nha anh em nhá. Đây là một cái video mà tôi sẽ tổng hợp toàn bộ cách chơi rồi cách lấy đồ. Đấy, cái điểm mạnh của cái bộ này. Và anh em có thể xem video clip này và anh em sau khi mà update anh em có thể vào chơi được luôn cái bộ Shaman. Video ngày hôm nay nó sẽ gần như là anh em sẽ biết được đến 90% cái sức mạnh của bộ này. Chỉ còn thiếu cái bước cuối cùng là cái bước test meta thôi. Tức là vào chơi với cả người thật. Đấy, vào chơi ở mức rank cao, rank queen. Đấy, và đấu với người thật ở trong cái phiên bản chính thức thì mới làm được như thế. Và test meta xong là cũng phải tìm hiểu là xem là cái bộ này thì nó counter được những cái bộ nào và nó sợ những cái bộ nào. Thì hiện tại là chúng ta chưa thể tìm được những cái đấy. Bây giờ là chỉ có là biết được cái đặc điểm và sức mạnh của nó thôi, để chơi cho nó chuẩn thôi anh em ạ nhá. Thì cái video ngày hôm nay tôi sẽ nói tất tật tật về cái bộ Shaman này. Đấy. Bắt đầu này là từ cái lối chơi. Thì bây giờ cái bộ Shaman nó không như ngày trước. Nó khá là khó chơi và khó xây dựng ở giai đoạn đầu. Anh em bắt buộc phải câu ra được cái con gấu nha anh em nhá. Nếu mà không câu ra được cái con gấu Shaman ấy thì anh em sẽ không bao giờ anh em được đủ 4 Shaman. Trước khi anh em lên level 8 là không bao giờ anh em đủ. Đấy, và lên level 8 thì ở trong cái bộ truyền thuyết ấy bắt buộc anh em sẽ phải có là con Storm Shaman hoặc là con mèo. Đấy, nếu mà anh em không câu ra gấu ấy thì bắt buộc anh em phải có hai con đấy. Thế anh em mới chơi được 4 Shaman anh em nhá. Đó, và 4 Shaman thì vẫn như cũ thôi, kết hợp với cả mết rồi kết hợp với cặp. Lên level 10 thì anh em có thể là, nếu mà anh em câu ra là gấu và anh em ở trong bộ truyền thuyết có Storm Shaman, có mèo 5 đô thì anh em có thể kết hợp là chơi Shaman hàng Ryu nha anh em nhá, như cũ. Và nó rất mạnh. Tôi nghĩ là nó sẽ là cái bộ mạnh nhất bây giờ. Bởi vì làm sao? Bây giờ cái bộ Shaman nó được hưởng là, thứ nhất là khi mà anh em đủ 6 Shaman, nó sẽ được cầm đồ cho cái con tướng. Đấy là đặc điểm thứ nhất, là cái con tướng của anh em, tất cả những con Shaman khi mà anh em cầm đồ ấy là anh em đều sử dụng được khi mà anh em kết hợp đủ 6 Shaman. Cái thứ hai là gì? Nó được hưởng cái hiệu ứng của hệ tộc. Tức là nếu mà anh em kết hợp 6 Shaman, anh em kết hợp với cả đỏ thì anh em sẽ được hưởng thêm cả cái sức mạnh của bộ đỏ nữa ở trên người những cái con Shaman anh em nhé. Đó chính là lý do tại làm sao mà cái bộ Shaman hàng Ryu nó rất là mạnh. Đấy, rất mạnh luôn đấy.
Nhưng mà để làm được như thế thì anh em bắt buộc anh em phải ra được hai con Lambda và ra được con gấu. Quá khó đúng không? Xây dựng cực kỳ khó. Nhưng mà đổi lại thì cái sức mạnh của nó thì nó cực kỳ bá đạo. Hưởng đồ này, hưởng hiệu ứng hệ tộc. Saman biến hình tăng cấp sao. Tăng cấp lên Lambda 3 sao và có thể là cầm đồ. Và cái đồ của nó cũng rất bá đạo khi mà cái đồ của nó cũng được hưởng cái hiệu ứng hóa hình của Saman khi mà nó được cộng thêm cấp độ. Cụ thể ở đây là hai cấp độ nha anh em nhá. Tôi lấy ví dụ như là anh em cầm cái món đồ là món đồ xanh dương thì anh em sẽ được cái món đồ cam nhá. Cộng thêm hai cấp độ nó sẽ là món đồ cam. Và anh em cầm cái món đồ xám thì anh em sẽ được cái món đồ xanh dương. Đấy, và cái điều này nó ảnh hưởng đến cái lối chơi và cái lối lấy đồ trực tiếp đến cái bộ này. Tức là bây giờ là chúng ta không lấy cái đồ cam nữa anh em ạ. Nhá. Chúng ta sẽ đổi những cái món đồ xanh dương. Đấy, hoặc là chúng ta không cần đổi đồ luôn. Chúng ta không cần đổi đồ nữa. Mà chúng ta cầm càng nhiều đồ càng tốt anh em nhá. Đó. Cái cách chơi nó rất lạ luôn. Và chúng ta sẽ lấy cái bộ này nó cũng hơi giống như là ngày trước là chúng ta chơi cái bộ ngũ long hóa hình mà cái co là cái con Fallen Witcher ấy. Mà con Fallen Witcher nó cầm RO ấy thì cái này nó cũng thế. Cái sức mạnh của nó chính là cái sự chênh lệch giữa cái đồ của chúng ta và đối thủ. Nhưng mà cái bộ này nó bá hơn là nó còn sức mạnh, nó còn chênh lệch về cấp độ tướng nữa, sao nữa. Đấy, sở hữu một cái dàn 3 sao hùng hậu khi mà hóa hình lại được cầm đồ nữa, rất mạnh luôn. Và nó còn một cái này mà nó rất là hay, một cái này nữa, đó là trước khi hóa hình thì nó có thể tung trưởng được, và tung trưởng xong nó mới hóa hình, và sau khi hóa hình nó lại tung trưởng thêm phát nữa, thì nó không khác gì là chúng ta cầm một cái con tướng mà nó có cái RO cả anh em nhé. Có nghĩa là mỗi cái con tướng Saman ở trên bàn cờ ấy, nó được tung trưởng tới 2 lần. Đấy, ít nhất là 2 lần anh em nhé. Ít nhất là 2 lần. Một lần là trước khi hóa hình tung trưởng xong, hóa hình tung trưởng thêm phát nữa. Bá không anh em? Quá bá luôn anh em ạ. Tôi lấy ví dụ như là anh em lúc đầu anh em là có một con Storm Saman. Anh em tung trưởng xong cái con Storm Saman thì nó hóa ra là con Tsunami. Thế là con Tsunami nó hất tung thêm phát lửa, coi như là hai cái khống chế. Cực kỳ kinh khủng. Đấy. Tất nhiên là nó cũng dựa vào một chút hên xui nha anh em nhá. Nhưng mà ở đây là tôi muốn nói là cái gì? Là mỗi con nó đều như là cầm một cái RO vậy. Đấy, và con nào mà nó lại còn hóa ra cái RO nữa là coi như là nó tung được 3 trưởng là gần như là cùng một lúc luôn đấy anh em. Nó chỉ cách nhau khoảng 3-4 giây thôi là nó có thể, nếu mà nó hóa ra cái RO, cái đồ ấy, cái đồ hóa ra cái đồ tím là cái đồ. Thì đồ tím làm sao để hóa ra được cái đồ tím? Chúng ta sẽ cầm những cái món đồ xanh lá cây nha anh em nhá. Thì nó sẽ hóa ra những cái món đồ tím. Và nó không khác gì một cái RO. Quá kinh khủng. Và thậm chí là anh em có thể có rất nhiều những cái RO. Khi mà anh em cho mỗi con tướng cầm một cái đồ xanh lá cây thì có cái cơ hội là mỗi con tướng đấy nó sẽ hóa ra một cái RO. Kinh chưa? Cực kỳ kinh khủng. Vậy là anh em thấy là những cái điều mà tôi vừa mới chia sẻ cho anh em, cái sức mạnh của cái bộ này thực sự là nó quá mạnh, quá bá đạo. Đấy, khó xây dựng nhưng mà cực kỳ bá đạo anh em nhá. Nhưng mà nó lại có một cái cách chơi khác ở trong cái meta này. Bởi vì là cái bộ Saman nó bá đạo đến như thế, nên là khi mà chúng ta kết hợp với 6 Saman ấy thì chúng ta có thể chơi 6 Saman fake cũng được, mà không cần phải chơi hàng real. Tuy nhiên cái hàng fake thì nó sẽ yếu hơn một chút. Nó sẽ không hưởng được cái hệ tộc khác, nó chỉ có mỗi Saman thôi. Đấy, và ở trong cái bộ Saman fake ấy, thì nó sẽ có những cái con nó không phải là Saman. Đó. Chứ còn nếu mà chơi 6 Saman hàng real là anh em có thể chơi tất cả nó đều là Saman được nha anh em nhá. Tức là 10 con ở trên bàn cờ ấy, nó đều là Saman hết. Anh em có công nhận không? Anh em có thể chơi như thế. Anh em chơi 10 con Saman và nó hóa ra 10 cái con ở cấp độ sao cao hơn, và nó cũng cầm những cái đồ là cực kỳ là kinh khủng. Nó đều là được cộng thêm 2 level của đồ. 10 con Saman luôn cũng được nha anh em nhá. Đấy là cái bộ deal. Còn cái bộ fake này thì nó sẽ mất là gì? Ít nhất là 3 slot cho những cái con wizard để kích hệ. Thứ hai là gì? Là chúng ta sẽ phải có thêm một cái slot tăng cơ phía trên nữa. Đấy, tôi chơi thì tôi khuyến cáo anh em là thêm một cái slot tăng cơ, có thể là con unicorn hoặc là con cây. Nó rất là ok anh em nhá. Nó sẽ giúp cho những cái con Saman nó có đủ thời gian nó tung trưởng và nó hóa hình, nó đỡ mất máu ở cái giai đoạn đầu game. Đấy. Thì lên có một cái slot tăng cơ phía trên. Vậy là bây giờ là mặc dù là chúng ta xây dựng cái bộ 6 Saman hàng real nó khó, khi mà phải câu ra gấu này, câu ra được cái con Storm Saman và mua được cái con mèo Lambda, thì thay vào cái đấy là chúng ta sẽ chơi cái hàng fake nha anh em nhá. Hàng fake rất khỏe. Chúng ta có thể đánh được ở tại ngay level 7.
chúng ta chỉ cần kết hợp hai con Saman là con Defector và cái con Lava Saman là có thể kết hợp được rồi. Đấy. Tất nhiên là nó chỉ có hai con thôi. Còn anh em lém thêm được Saman vào thì càng tốt, bởi vì cái bộ Saman bản chất của nó là sức mạnh của nó là từ những cái con Saman. Nên là anh em cho được càng nhiều Saman vào thì càng tốt thôi nhá. Đấy. Thì anh em có thể xem là anh em chơi cái bộ fake như nào để anh em có thể để được càng nhiều Saman vào càng tốt. Bởi vì mấy con Saman đấy nó cầm đồ, nó được hưởng cái hiệu ứng đồ anh em ạ. Đồ nó sẽ được là tăng thêm 2 cấp nha anh em nhá. Chắc chắn là cộng 2 cấp luôn. Đấy. Đồ xám thì thành là đồ xanh dương, mà đồ xanh lá là thành đồ tím. Đồ xanh dương là thành đồ cam. Và nó sẽ ảnh hưởng đến cái lối lấy đồ bây giờ. Nếu mà như thế là chúng ta chỉ cần đổi cái đồ xanh dương thôi anh em nhá. Đổi đồ xanh dương là chúng ta có thể đổi ra được những cái món đồ cam được. Khi mà chúng ta hóa hình, chúng ta sẽ không đổi đồ tím nữa, chúng ta sẽ không đổi những cái đồ đồ cam nữa, mà chúng ta thay vào đấy chúng ta sẽ đổi những cái đồ xanh dương là một. Nếu anh em cần đồ tím thì anh em hãy đổi cái đồ xanh lá. Tất nhiên là nó như là đánh lô, bởi vì chúng ta không cố định được cái đồ mà chúng ta cần là nó là cái đồ gì. Bởi vì anh em lấy đồ tím chẳng hạn nhá, nếu mà anh em cần một cái đồ tím để counter đối thủ bằng cách là khống chế đi, tôi lấy ví dụ như là cái bình minh chẳng hạn, anh em cần cái bình minh nhưng mà anh em lấy cái bình minh xong rồi anh em cho một cái con Saman cầm ấy thì nó cũng hóa mất, nó cũng biến mất thôi, nó hóa thành một cái món đồ cam nhá anh em nhá. Anh em cần một cái bất diệt chẳng hạn, mà anh em đổi cái bất diệt ra ấy, thì anh em cũng sẽ bị hóa mất cái bất diệt, cái bất diệt nó cũng sẽ không sử dụng được. Đấy chính là cái lý do mà những cái sai lầm của tôi ở cái video clip trước ấy, khi mà tôi không biết cái bộ này nó chơi như nào, tôi đã đổi cái món đồ cam ấy và nó thực sự rất là lãng phí. Đổi cái gậy xanh nhưng mà thực sự là không có sử dụng được cái gậy xanh. Đấy. Chơi cái bộ này bây giờ là nó như đánh lô luôn nha anh em nhá. Anh em không cần phải đổi đồ cam với đồ tím, anh em chỉ cần đổi đồ xanh dương, đổi đồ xanh lá, rồi anh em vứt cho cái con Saman cầm. Con nào full đồ rồi thì vứt cho cái con còn lại nha anh em nhá. Những cái con còn lại cứ cầm làm sao mà đắp hết được đồ lên người tất cả con là được. Những cái con mà nó cầm cái những cái món đồ xám ấy thì nó sẽ thành đồ xanh dương. Đấy, tức là con nào cũng gần như là có đồ luôn. Nếu mà anh em giải tất cả những cái món đồ mà anh em có được, anh em giải mỗi con cầm một đồ. Đấy. Còn cái con co chính của anh em ấy thì anh em cầm full đồ xanh dương là được. Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời nhá. Đấy, cái cách chơi nó là như thế. Đấy, và chúng ta chơi là chúng ta chơi đa phần là sẽ là chơi fake. Và có một cái cách chơi là như này. Chia sẻ cho anh em luôn để anh em chơi fake cho nó dễ. Chơi fake ấy thì anh em thường là nó sẽ ngày trước là chơi fake là thường là chơi phe giờ đúng không? Thì bây giờ cũng thế, anh em cứ chơi phe giờ đầu game, anh em xây dựng phe giờ đầu game ấy. Đấy, từ cái con cây. Sau đó là anh em khi nào có đủ Saman rồi anh em vứt vào, anh em thay bộ phe giờ ra là được. Nó rất là ok rồi nhá. Chuyển rất luột là, rất là giữ máu. Đấy. Chuyển đồ từ con cây sang những cái con Saman sau này anh em có được. Ví dụ Lava Saman 2 sao hay là con Defector 2 sao anh em có thể cho nó cầm đồ. Được chưa? Ok chưa? Và cái bộ Feather có thể giữ máu cho anh em đến khi anh em có thể up level lên đến 8, lên đến 9 rồi anh em kiếm được khoảng 5 con Saman anh em vứt vào, nó rất là ok. Đấy, thay vì cái việc là anh em xây dựng từ cái bộ Mesh xong rồi đến Mesh Saman xong mới lên là Saman Fake, thì thực sự là cái bộ Saman ấy mà nó để 4 Saman nó yếu lắm anh em ạ, và nó cũng khó chơi. Khi mà bộ 4 Saman bây giờ nếu mà không câu được ra gấu Saman là bắt buộc phải chơi là kết hợp với cả cũng phải là Wizard vào. 4 con Saman kết hợp với Wizard thì chỉ còn có 3 con thôi. Đấy, thế nên là cái bộ 4 Saman thì nó lại không được hưởng cái hiệu ứng đồ. Nó cũng chỉ hóa hình được một lần thôi anh em ạ. Nhá, nên là tôi khuyên anh em là nên xây dựng từ cái bộ fake, từ một cái bộ fake khác. Mà cụ thể ở đây nó là chính là Feather Fake, một trong những cái bộ fake đầu game rất khỏe. Đấy, nhá. Đấy, tất cả những cái lối chơi, cách xây dựng tôi chia sẻ hết cho anh em luôn ở video này luôn. Anh em vào anh em chỉ việc chơi thôi. Ok không? Quá ok. Đấy. Sau khi mà update là anh em có thể anh em test luôn được. Anh em bắt đầu xây dựng là từ những cái bộ Feather Fake, rồi anh em ra Saman anh em vứt vào nhá. Đó là cái sức mạnh của cái bộ này. Và cái lối chơi thì lấy đồ thì anh em tôi đã chia sẻ rồi. Không cần phải đổi đồ cam, đồ tím, cứ có đồ xanh dương là lấy thôi. Đấy, late game thì ra được đồ tím thì lấy, còn nói chung là không đổi nữa. Đấy, không cần phải đổi đồ cam nữa. Cứ có bao nhiêu đồ là nhét hết vào, càng nhiều đồ càng tốt. Sức mạnh chênh lệch ở đồ. Và cái bộ này nó cũng là một trong những cái bộ đẩy nhanh, nên anh em yên tâm không phải chơi đến late game đâu. Thực sự nó đẩy rất nhanh đấy. Bộ này là cái bộ mà anh em có cái lượng chênh lệch đồ rất lớn. Chỉ cần đến ra 30 thôi là cái lượng đồ của anh em đã gấp mấy lần đồ của đối thủ rồi. Rất nhiều đồ anh em ạ. Và
Và tướng của anh em cũng thế. Tướng của anh em, chất tướng của anh em cũng rất cao nhá. Nên là tôi đang sợ là cái bộ này nó hơi bá đạo quá. Tôi nói thật, cái bộ này nó hơi bá đạo quá đấy. Vào trong meta mới tôi sợ là bộ này sẽ là một cái bộ mà tranh bài rất là kinh khủng đây. Đấy, mà bây giờ ở trong cái server test này thì cũng chưa thể test được là xem cái bộ nào có thể counter được. Chưa test được, chưa test rồi. Bởi vì có ai chơi Shaman đâu mà test, đúng không? Nên là cái đấy, cái video mà counter ấy, thì tôi nghĩ là khi mà bắt đầu meta tôi sẽ bắt đầu là tôi tìm ra cái đội hình counter sớm cho anh em nhá. Còn bây giờ tôi nghĩ là cái bộ này nó sẽ là cái bộ bá đạo nhất ở trong meta mới. Bá đạo nhất luôn đấy. Chưa biết là cái bộ nào nó có thể ăn được cái bộ này đây, khi mà cái lượng đồ nó rất là lớn. Cực kỳ kinh khủng. Cực kỳ kinh khủng. Tôi đang mường tượng ra một cái khả năng là như này. Một cái khả năng mà như này nhá, tôi lấy ví dụ thôi. Một cái may mắn là cái con Shaman của anh em ấy nó biến ra được cái con gì anh em biết không? Fallen Witcher. Fallen Witcher 3 sao ấy. Con Fallen Witcher 3 sao đáng bao tiền đâu. Anh em chỉ cần là gì? Anh em chỉ cần là một cái con Defector lên 3 sao. Anh em dồn đồ cho Defector thì cái cơ hội mà biến ra được cái con Fallen Witcher ấy nó quá là đơn giản luôn nha anh em nhá. Và khi mà con Fallen Witcher nó cầm cái đống đồ cam như thế, chỉ khoảng đến round 30 thôi là anh em full 6 đồ cam rồi. Không, tôi nghĩ là round 25. 6 slot đồ xanh dương thì tôi nghĩ là 25 là đủ rồi. Mà nó biến ra là con Fallen. Kèm theo đấy là khuyến mại thêm một cái RO nữa anh em ạ. Trời ơi, mẹ ơi, cái con Fallen 5 món đồ cam đi, với cái RO đi. 3 sao, sau đó hóa toàn phôi 3 sao thôi. Mấy cái con Shaman nó biến toàn ra 3 sao. Hóa phát toàn phôi 3 sao luôn. Trời ơi, từng đấy cái con Fallen 3 sao nó dã cho 5 con Fallen đúng không? 5 con Fallen 3 sao full đồ cam. Thứ gì nó chịu nổi? Thứ gì nó chịu nổi đây? Tất nhiên là cái mà thứ mà tôi vừa nói ấy, nó ngang với cả đánh Việt Lót nha anh em nhá. Nhưng mà nó cũng có thể lắm chứ, đúng không? Rất là có thể nó sẽ ra được như thế. Và đấy là một cái tình huống mà lật kèo cực kỳ kinh khủng đấy. Tức là anh em có thể gặp một cái đội hình nào đấy mà nó rất là mạnh, nó có thể đấm vỡ mặt anh em luôn. Nhưng mà tự nhiên anh em biến nó phát được như thế thì thôi. Đối thủ đối thủ là coi như là đang khoảng rơi vào tầm khoảng 20-30 máu là bay màu rồi. Tôi nghĩ là như thế. Thứ gì nó chịu nổi một cái con Fallen Witcher 3 sao xong rồi là hóa hình ra 5 con full đồ cam đâu anh em. Đấy là còn chưa tính là toàn là 3 sao nữa chứ. Kinh khủng quá. Sao mình lại có thể nghĩ ra được những cái kịch bản nó như thế nhỉ? Có bao giờ như thế? À bây giờ có một cái hay này. Tôi cũng chia sẻ với anh em luôn là bây giờ YouTube ấy nó cho comment ảnh rồi anh em nhá. Tức là anh em có thể, anh em chơi, anh em có con game nào hay là anh em có thể chia sẻ ở ngay tại cái video của tôi cũng được. Anh em có thể chụp ảnh và anh em comment dưới phần comment. Quá tuyệt vời đúng không anh em? Đấy, thậm chí là bây giờ nó còn cho là up được cả video luôn. Sắp tới ấy, là sẽ còn up được cả video ở ngay cái phần phần comment luôn. Không khác gì Facebook cả. Trời ơi, tuyệt vời không này. Thế là anh em có thể chia sẻ những cái khoảnh khắc của anh em. Anh em chơi rồi anh em hóa hình được đúng không? Anh em hóa hình ngon. Anh em quay lại anh em up lên nha anh em nha. Anh em chia sẻ dưới phần comment cho mọi người cùng vào đấy, thưởng thức cái trải nghiệm của anh em xem thế nào. Quá tuyệt vời. Thế là anh em là có thể là chia sẻ được những cái khoảnh khắc của anh em được rồi. Chứ còn ngày trước là anh em toàn phải là vào fanpage rồi anh em gửi kín cho tôi thôi. Mà tôi cũng chả biết là bây giờ tôi chia sẻ kiểu gì cho các anh em ở trên kênh nữa. Chả nhẽ làm một cái clip tổng hợp các cái clip mà anh em chia sẻ cho tôi để tôi tổng hợp lại tôi lại đưa lên trên kênh nhỉ. Giống kiểu là Dota WTF ấy đúng không? WTF Dota tôi nhớ kênh đấy nó cũng chuyên là chia sẻ các cái khoảnh khắc của người chơi. Nhưng mà bây giờ thì ok rồi, đấy, quá ngon luôn. YouTube nó mở ra được cái comment bằng hình ảnh và video thì thực sự là rất là hay. Đấy, bây giờ rất là ok. Anh em có thể chia sẻ thoải mái những khoảnh khắc của anh em được rồi. Rất là vui khi được các anh em chia sẻ trên kênh nha anh em nhá. Rồi bây giờ chắc là roll dần để kiếm Shaman thôi anh em. Kiếm Shaman với cả con Grim. Đây con này cũng được. Thế kiếm một cái con Demon vào là được. Ok.
Hiện tại là tôi cũng đã đủ để tôi lên được level 11 rồi. Lao xong là tôi form Saman luôn nha anh em nhá. Đấy, trận này tôi cũng sẽ thử lên level 11, vứt càng nhiều Saman vào càng tốt thôi. 12 quyển sách là sẽ lên được 11 rồi. Chơi cái bộ Saman ấy, sức mạnh của nó là từ những cái con Saman. Anh em thậm chí anh em không cần phải kẹp những cái con khác vào. Tôi khuyến cáo các anh em là lên tận dụng tối đa những cái con Saman nha anh em nhá. Đấy, bỏ những cái con khác thuộc tộc hệ vào càng ít càng tốt. Chủ yếu là để Saman thôi. Rồi, đây Saman này. Mua hết nha anh em nhá, đi Deflector. Khi mà lên 2 sao rồi anh em vẫn phải để ở trong cửa hàng để anh em mua tiếp. Anh em đừng bỏ nó ra. Chúng ta mua hết những con Saman, ra bao nhiêu con mua bấy nhiêu. Lava Saman lên 3 sao cũng được luôn. Lên 3 sao rồi vứt ra ngoài roll tiếp nha anh em nhá. Chúng ta cần những con Saman thôi. Những con khác thì chúng ta không cần. Đấy, hiện tại thì tôi phải dùng con Doom để kích hệ. Nên là tôi sẽ phải để lại cái con Doom. Đấy. Còn những cái con khác thì chúng ta giải tán hết. Được chưa? Tạm thời để đồ cho con này anh em nhá. Saman của tôi bây giờ toàn 1 sao nên là nó vẫn chưa ăn thua. Với cả tôi muốn test cho anh em một cái này nữa. Tôi muốn test cho anh em để anh em rõ luôn này. Là khi mà chúng ta kích hoạt 4 Saman ấy, liệu rằng 4 Saman nó có được hưởng cái đồ không. Đấy thì tôi test luôn cho anh em nhá. Đây, hai con này đều cầm đồ. Con Deflector, Deflector nó sẽ blink sang, nó sẽ có cái blink nha anh em nhá. Để xem cái blink này nó có hóa không. Khi mà hóa hình xong. Đấy, biến thành con đan led nhá. Đan led không có đồ anh em nhá. Ok. Test luôn cho anh em. Đấy, thế tức là cái gì? Bộ 4 Saman nó sẽ không được hưởng hiệu ứng đồ nên là nó rất yếu anh em nhá. 4 Saman rất yếu đấy. Thôi đừng có chơi 4 Saman anh em ạ. Nếu mà chơi ấy thì là chơi 6 Saman luôn, vừa có đồ mà lại vừa nâng cấp được đồ luôn anh em nhá. Thôi tôi chuyển 6 Saman vào đây, test thế đủ rồi. Ok. Yeah. Dồn đồ cho con này. Chỉ có một cái con tướng 1 sao 4 đô thôi. Nhưng mà anh em hãy xem nó gánh nhá anh em nhá. Đấy, ra đúng một cái con tướng 1 sao 4 đô. 1 sao 4 đô gánh kèo bằng cái đống đồ cam. Bằng những cái món đồ đồ cam và đồ tím. Đây. Anh em thấy chưa? Ui dồi ôi mẹ ơi. Bá thật. Dã man luôn ạ. Thề biến ra được cái con tướng Zipper 3 sao cầm một cái đống đồ đấy kia thì xác định luôn vô đối rồi. Cái tầm round 22 mà cầm cái đống đồ đấy thì thôi thôi anh em nhá. Đấy. Anh em nhìn đi. Anh em hãy xem chiêm ngưỡng cái sức mạnh của bộ này đi. Quá kinh khủng. Đấy, con cây làm tăng cơ phía trên. Còn lại phía dưới nó là Saman hết rồi. Bây giờ có Grim rồi. Chúng ta sẽ cho con Grim vào. Và như thế thì chúng ta sẽ không cần phải là chơi con Doom nữa. Sẽ có thêm một slot nữa. Quá ok. Bây giờ thậm chí tôi lên 10, tôi lên 11. Tôi vứt thêm con Saman vào cũng được. Nhưng mà thôi, tôi muốn roll nó lên 2 sao nha anh em nhá. Tôi muốn roll bọn này lên 2 sao cái đã. Kinh khủng chưa? À, em nhìn tiếp này. À, con ốc này cầm đồ ghẻ nhá, cầm hai cái món đồ xám mà bây giờ thành hai cái món đồ xanh dương rồi. Dã man. Con cung đen thì full đồ, con ốc thì đồ xanh dương ạ, thề hai đồ xanh dương. Bây giờ bọn nó chỉ lấy được hai đồ xanh dương như mấy đúng không? Thế mà tôi đây anh em nhìn tôi xem. Quá kinh khủng. Thôi dừng lại ở đây drone thôi. Tôi nghĩ là chơi cái bộ này thì drone ở 8 ở 9 thôi anh em ạ. Thường là drone ở 8 rồi, không cần lên 9 đâu. Mấy cái con tướng khác không cần mua anh em nhá. Chúng ta cứ lấy những cái con Saman vào được. Rồi nó sẽ biến thành những cái con 5 đô 2 sao thôi. 5 đô 2 sao, thậm chí là 5 đô 3 sao. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có được những cái con tướng 5 đô 3 sao bằng cách là drone những cái con tướng Saman lên 3 sao. Đấy.
Còn bây giờ thì đồ rất ngon rồi. Anh em nhìn anh em cũng biết là tôi sẽ không có đổi đồ cam hay là đồ tím đâu. Tôi để nguyên đồ luôn, tức là tôi không đổi đồ luôn anh em ạ. Tôi không đổi đồ luôn. Anh em nhìn này, ui mẹ, biến ra được con Skull Hunter hai quyển sách luôn. Nhưng mà có một cái là nếu mà có sách này mà biến thì nó lại không gọi đệ được nhỉ. Đúng không? Nếu mà biến ra sách lại không gọi đệ được này. À, nó lại điêu thật. Sách lại không có tác dụng à? Anh em có nhìn thấy quả vừa rồi không? Quả sách không gọi được đệ. Cầm hai quyển sách nhưng mà lại không gọi được đệ luôn. Đây có rất nhiều những cái món đồ xám. Thực ra lấy đồ nào cũng được. Đấy. Nhưng mà tôi khuyên anh em là lên lấy những cái món đồ mana nha anh em nhá. Nên lấy những cái món đồ mana. Tăng mana nhanh thì tung trưởng sớm. Mấy cái con này nó cần tung trưởng mà. Anh em cứ lấy đồ mana thôi. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Trông này. Trời ơi. Cái đống đồ xám thành 5 cái món đồ xanh dương rồi. Còn cái con sao đi vô của tôi này, anh em nhìn này. 3 đồ tím cộng 1 đồ cam. Chỉ sau round 25 thôi. Đấy, bây giờ thì hai con tướng của tôi là full đồ luôn nhá. Tôi có hai con tướng full đồ. Trong đấy có một con tướng là cầm 2 đồ cam, 3 đồ tím. Một con tướng thì full đồ xanh dương. Đây. À nhưng mà từ từ, cái này lại cần cho con dưa so cầm cho nó hóa nhanh anh em ạ. Riêng cái gương thì tôi lại để cho cái con dưa so. Đấy. Con mèo ra thì lại bây giờ lại không chơi được phách anh em nhá. Nếu mà ra mèo thì chúng ta lại không chơi được phách. Nếu mà ra mèo thì thường là sẽ quay về cái bộ Ryu. Nếu mà trong truyền thuyết có con Storm Shaman thì chơi phách một lúc xong rồi là chúng ta chuyển sang Ryu chúng ta chơi. Kết hợp với 6 đỏ cho nó mạnh anh em ạ. Quá ok luôn. Đấy bây giờ thậm chí là hai con tướng của tôi full đồ rồi. Và tôi đã phải lắp cái đồ cho con tướng thứ ba. Quá kinh khủng anh em ạ. Phải lắp đồ cho con tướng thứ ba để nó cầm và nó là cái đồ xanh dương đấy. Sau khi hóa hình. Quả thật là quá khủng khiếp luôn. Thôi bán con này đi. Không chơi con đấy được anh em ạ. Có cho vào đâu mà chúng ta chơi fake mà. Chơi fake cho mèo vàng là hỏng ngay. Bây giờ tôi có thể up lên level 11. Tôi dí thêm Shaman vào. Thêm hai con nữa vào được. Thế thôi. Sau đó là đẩy bọn nó. Nhưng mà tôi không muốn đẩy. Tôi muốn kéo dài trận đấu thêm một chút nữa. Chỉ với ba con Shaman là cái con thị vệ hàng ngày này. Con Lava Shaman và con Defector thôi là anh em có thể có một cái dàn Shaman hùng hậu rồi. Anh em cứ roll bọn nó lên 3 sao anh em lại bỏ ra ngoài. Anh em roll tiếp thôi. Nhá. Chỉ có kiếm những cái con đấy thôi mà. Không cần phải là Storm Shaman, không cần phải là mèo làm gì cho nó rắc rối đâu. Ủa anh em nhớ đu của tôi này. Vãi đạn ạ. Thật sự là thế luôn ạ. Thề. Đồ này. Trời ơi. Hai con tướng. Hai con tướng mắc binh luôn. Con nào lên được 3 sao thì cứ bỏ bài ra xong roll tiếp anh em nhá. Từ con này thì đập trứng cho nó thôi. Đấy, con này là nếu mà nó lên được 3 sao ấy thì nó sẽ gọi ra được tướng 5 đô 3 sao đấy. 5 đô 3 sao mà nó vào cái con chúa quỷ thì chúa quỷ cầm 4 đô cam. Anh em lấy được 4 đô xanh dương thì anh em cho con chúa quỷ cầm. Trời ơi. Ngộ không hay chúa quỷ đều kinh. À không, bây giờ ngộ không thì không cần. Ngộ không là bây giờ có thể biến được luôn này. Bây giờ là con này có thể biến được con ngộ không 3 sao luôn này. Đấy. Kinh khủng không? Quá kinh khủng. Thực sự là quá khủng khiếp. Không có gì để diễn tả nổi rồi. Bây giờ anh em chỉ cần một cái con như là con thị vệ này lên 2 sao thôi. Là gần như tất cả những con 4 đô 3 sao là anh em có thể gọi ra được hết rồi. Nhá. 4 đô 3 sao là gồm có con Doom. Gồm có con Medusa. Đấy. Rồi con thuyền trưởng. Rồi ôi, bây giờ nó biến ra con Velomancer này. Thôi rồi ôi. Thôi 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 thôi. Velomancer full đồ. Đỡ làm sao được. Biến ra một con là con Velom và một con là con Siren 2 sao nhưng mà cũng full đồ luôn. Đối thủ coi như là lắc đầu ngao ngán. Nếu mà gặp người thật thì đúng là coi như là ngao ngán luôn rồi đấy. Đây lại thêm một cái món đồ xanh dương nữa. Khi mà có nhà đối thủ chết và vứt cho chúng ta một cái món đồ xanh dương thì chúng ta có thêm một món đồ cam luôn.
Mẹ ơi, sao lại có cái meta mà đối thủ chết xong rồi rơi ra một cái món đồ cam ạ? Thật là vãi đạn. Thề, không phải tin rồi. Meta này hay đấy, tôi thích meta này. Thích. Hy vọng là sẽ update sớm. Tôi giờ tôi lại thích update mới rồi anh em ạ. Phê đấy, đánh phê đấy. Đánh phê, đánh lô, đập lô kiểu này. 8 ông chơi Saman, đập lô. Xem là đồ đạt thế nào, chơi rất là vui luôn nhá. Chơi cực vui luôn. Xem nào. Sẽ có những cái cover clip sẽ rất là hài luôn. Đây rồi, lại một nhà chết lại rơi sang một cái món đồ tím và một cái món đồ cam. Oh my god. Cứ chết là có đồ tím với đồ cam rơi sang luôn. Và rất nhiều đồ xanh dương rơi sang. Ảo ma Calada thật sự. Không thể tin nổi. Rồi, bởi vì là trò chơi đã kết thúc rồi nên chắc là dí luôn lên level 11 thôi anh em. Thế là hết rồi đấy. Đối thủ có 4 máu thì không sống nổi đâu này nữa rồi. Nên là tôi quyết định lên 11 để biểu diễn pha cuối cùng nha anh em nhá. Ok. Trò chơi kết thúc. Xong rồi. Không còn gì để chơi nữa rồi anh em ạ. Rồi pha cuối cùng nào. Biến thành con gì đây? Lại 4 đô 3 sao tiếp này. Và lần này là con bọ hung. Cầm rất nhiều đồ cam và đồ tím. Anh em thấy không? Trời ơi. Quá căng thẳng luôn và đẩy 38 máu. Đẩy 38 máu đấy anh em ạ. Dã man. Chúng ta sẽ có những cái trận đấu kết thúc sớm và rất vui trong cái meta sau. Hy vọng là như thế. Đấy, và anh em thấy cái video này có ích cho anh em. Anh em thấy hay, anh em hãy để lại tôi một like nhá. Đừng tiếc một like với người làm content. Bởi vì điều đó sẽ giúp tôi có thêm động lực để làm thêm những cái video khác phục vụ anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.